các bạn. Nhân dịp hôm nay trời đẹp, không mưa, không nắng, không bão, không dông, nhưng mà trong lòng mình nó hơi dậy sóng xíu, nhưng đầu óc mình lúc nóng lúc lạnh không được bình thường cho lắm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái ví mình đã mua cách đây 9 tháng. Đây là cái ví này. Các bạn có nhận ra nó xuất xứ từ đâu không? Cái này mình đã mua 9 tháng rồi. Lúc mà hồi mà mới biết tới sản phẩm này thì mình rất là thích nó và rất là mê nó. Mình ước ao là mình đi được sở hữu nó. Cái đấy hồi sinh nhật hai người bạn của mình chạy ra liền Tư Tú Xương, mình mua hai món quà mình tặng cho hai bạn đó. Không biết là khi hai bạn đó nhận món quà này, hai bạn đó có vui hay không, nhưng mà trong lòng mình thì mình là người tặng, mình thấy rất là vui vì mình tặng cho các bạn ấy một cái sản phẩm rất là tốt. Và tới lượt mình thì mình phải đợi tới khi liền đi Tân Phú Hai Chuông để được giảm giá 10%, mình chạy lại đó mua. Bởi vì bình thường á hả, cái liền tiên này nó dởm lắm, nó không có sale, không có giảm giá gì hết trơn á, cho nên là lúc đó mình phải đi mua. Đợi đến khi giảm giá mình mới được đi mua. Xong rồi mình xài cũng mấy tháng rồi. Có cái này nó kinh khủng lắm, xài nó không có bị bong bị chóc gì hết. 9 tháng rồi mà các bạn thấy nè, không bong không chóc gì hết, da vẫn còn nguyên. Mà có cái là cái hóa này nè, mình kéo ra kéo vô nhiều quá thì nó bị đứt, nó bị đứt và mình chạy đi mình bảo hành ngay. Và đến giờ mình vẫn còn giữ cái khóa cũ đây để mình làm kỷ niệm. Các bạn xem khóa cũ nè, ở đây thui thùi lùi hả, lấy khóa mới nè, lấy cái khóa cũ nè, thui thùi lùi à, thấy không, mình vẫn giữ nó làm kỷ niệm. Tóm lại với mình đó, sau này mình có muốn mua túi xách hay ba lô hay là ví gì nữa thì mình cũng chạy ra liền tiên mình mua. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn ngủ ngon.